Dạ, em chào anh chị, chào cô chú. Nay mời cô chú anh chị cùng ngắm cây kiếm xích ngọc đỏ nha anh chị nha. Thì kiếm xích ngọc trắng thì cái đó thì chắc anh chị biết nhiều rồi. Nhưng mà xích ngọc đỏ thì em thấy ít người có, và cũng hình như là cũng ít người sưu tầm loại này. Nó cũng hơi hiếm hơn một xíu. Thì hôm nay đây, hoa nó vừa nở, cũng chả phải vừa nở, nó nở cũng lâu rồi. Nó nở đây, nó nở bên này, nó nở sắp tàn, nở thành trái luôn rồi. Đây là trái của nó nè anh chị. Nó nở bữa giờ cũng lai rai đây nè, chuẩn bị ra tiếp nè anh chị nè, chuẩn bị một cái ngòng bông nữa, đây một cái nữa nè. Đó, bên này một cái nữa, thì ba cái này, ba cái này bên kia, bên góc bên kia một cái nữa, thì bốn cái đó thì nó có thể là nó sẽ nở rộ cùng một lúc. Còn cái này thì bây giờ hiện tại thì nó có một mình nó một ngòng mà. Đây là cái mặt hoa của nó đẹp. Cây này hồi em mua chung với cây xích ngọc trắng, nhưng mà hồi mua thì nó nhỏ hơn, cây nó nhỏ hơn, bởi vì cây này nó ít nên kiểu như hàng về nó cũng ít đó. Cây này em đợt em lấy ở bên Thái về, Đài, bên Đài về, cây về nó nhỏ, trồng cũng khá lâu, hoa thì nó cũng được 2-3 năm rồi đó, nhìn khá là xinh. Đây là nguyên bụi của nó, chưa tách lần nào luôn. Còn bụi xích ngọc trắng em lấy cùng một lúc thì em tắt 2 lần rồi, tắt một lần, à 2 lần rồi, tắt 2 lần rồi mà bụi nó đây. Thì có thể là giống này nó phát triển to hơn, trồng cùng một chỗ, cùng một chế độ nước, phân này nọ luôn. Đó, nhìn như một bụi xả, bụi cỏ gì luôn. Bụi này mà nó ra hoa một phát là nó rộ hết luôn, nhìn đã lắm. Đây kiếm kiếm Phan Trí gieo hạt mà lá biên đã to, cây nhìn chất, đang đợi hoa anh chị. Dạ rồi, em xin chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những clip sau ạ.